Ở Việt Nam thì em thích lối chơi của anh Quang Hải. Còn ở ở thế giới em thích lối chơi của Hazard. Là một người đội trưởng thì mình phải có trọng trách nhắc nhở, động viên đồng đội mỗi lúc thi đấu cũng như trong sinh hoạt. Phải bảo ban các bạn trách nhiệm hơn với đội bóng của mình. Nói về huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thì thầy với lối chơi về thiên về thể lực và cũng như thể hình. Còn nói về huấn luyện viên Philip thì thiên về kiểm soát bóng cũng như lối đá ngắn nhỏ. Với cá nhân em thích lối đá kiểm soát bóng như ngắn nhỏ. Mục tiêu của em đặt ra trong giải lần này là thi đấu thật tốt để cống hiến cho người hâm mộ và cũng như ban luận chung đội đánh giá nhìn thấy sự nỗ lực tiến bộ của mình sau một mùa giải Đông Nam Á không thành công. Bùi Tiến Sinh sinh năm 2002, anh đang giữ vai trò đội trưởng đội tuyển U18 Việt Nam. Tiến Sinh là một cầu thủ trẻ điển trai và tài năng. Hiện tại anh đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Viettel. Hy vọng trong thời gian sắp tới, Tiến Sinh sẽ luôn tập luyện chăm chỉ và thi đấu hết mình để mang về những trận cầu hay, chất lượng, phục vụ khán giả và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.